Hello Dương. Hello. Xin chào tất cả các bạn nhỏ đang xem clip trên kênh Em Bé. Một thời gian rất là dài bố Dương khi quay clip là không bình luận để cho Dương tự nói. Nhưng có vẻ là những clip mà Dương tự nói các bạn tương tác hơi ít. Chính vì vậy hôm nay bố lại tiếp tục đồng hành cùng bé Dương. Và clip ngày hôm nay đó là clip gì nhỉ? Đi tắm biển Sầm Sơn. Ok. Gia đình nhà bé Dương đang chuẩn bị đi tắm biển Sầm Sơn. Có được đi ra biển Sầm Sơn rồi nhưng mà hôm nay mình sẽ lại đi tiếp với hàng xóm nhà mình. Lần này đi tắm biển Sầm Sơn không phải đi với nhà trường với của bố xóm. Nữa mà đi với các gia đình liên gia. Hay nói một cách dễ hiểu đó là gia đình của các hàng xóm đúng không? Bây giờ Dương đã chuẩn bị xong đồ chưa? Ok. Bây giờ mình đi kiểm tra các gia đình khác xem các gia đình người ta chuẩn bị đồ đến đâu rồi nhá. Lúc này là 6 giờ, theo lịch là 6 giờ 30 xe sẽ chuyển bánh. Hello mẹ. Gia đình nhà chú Khôi. Gia đình này có 4 người. Hai bố mẹ và hai em nhỏ mà nhiều đồ thế. Vâng, vì là có em nhỏ nên là hơi nhiều đồ. Đây là hai thành viên nhí của gia đình này. Chuẩn bị đi tắm biển đây, có thích không? Cá. Có. Cả ba đi, cả ba đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyển sang gia đình tiếp theo. Ok, let's go. Gia đình nào mà mang nhiều đồ tí nữa phải tính thêm phí đấy. Ok. Ok. Anh Đức. Đây là gia đình em Quỳnh Anh. Và đây là gia đình em Quỳnh Anh cũng có 4 người để xem đồ đạc có nhiều không nào. Nhà bác chỉ có bằng này đồ thế à? Nhà bác chỉ có 2 túi thôi. Ok. Nhà mình có 4 túi thôi nhưng mà có thêm mấy túi nhỏ. Quỳnh Anh chuẩn bị đi Sầm Sơn có thích không? Con chào đâu. Các bạn nhỏ có vẻ rất là đang phấn khích. Và đây là gia đình thứ ba, gia đình này toàn những người khổng lồ. Người thấp nhất cũng 1m70. Em bé đâu rồi? Tiếp tục đi. Vừa giới thiệu cho các bạn nhỏ xong, gia đình này là một gia đình khổng lồ, người thấp nhất cũng 1m70 rồi đi. Và bác này là chủ nhà, hiện tại bác năm nay là 50 tuổi, đã cao tới 1m8 rồi, trong tương lai có thể còn cao hơn nữa. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một chuyến đi vui vẻ. Đây xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là trưởng xóm. Thôi anh ơi. Bác này có biệt danh là trước khi đi bác có mong muốn điều gì không? Tôi báo cáo bác này chỉ mong muốn là tổ ta đi vui vẻ, chuyến đi thuận lợi bình an. Bác đã mang rượu đi chưa? Rượu tôi mang 10 lít rồi, bia 1 can rồi. Tất cả đây, anh và anh quay cái đồ okay. Đây là những cái mà không thể thiếu được trong mỗi chuyến đi, đó là rượu này, bia, nước ngọt. Có bằng này thôi à? Đây, can nữa đây. Đâu có tổ ta đây. Và đây là thành viên bé nhất của đoàn à? Bé nhất chưa? Nhìn đây. Bé nhất rồi. Bạn nào đây? Yến Nhi. Cháu chuẩn bị đi đâu đấy? Đi biển. Đi đâu? Chỉ còn ít phút nữa thôi là chuyến xe hạnh phúc của tổ chúng tôi bắt đầu chuyển bánh. Không khí ở đây rất là vui vẻ. Mà bà già rồi đi biển làm gì nữa? Bà già đi biển tắm là mát mẻ thôi thôi. Thôi cũng đúng thôi, các bà già thì nên đi chơi bởi vì mình cũng chả sống được bao lâu nữa. Đúng rồi.
già phải đi nhiều lần vào cho nó mãn nguyện. Có, phải lấy đi. Lúc này là 10 giờ 10 phút, chỉ còn khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa là đoàn xe chúng tôi sẽ tới biển Sầm Sơn. Rất vui hôm nay là tất cả mọi người đều không có ai say xe từ già tới trẻ. 10 giờ 58 Hiện tại thì nhìn những người hàng xóm của tôi thì chả khác gì những người nông dân. Nhưng các bạn hãy đón xem những clip tiếp theo khi mà ra biển thì mọi người sẽ lột xác một cách khủng khiếp. Và lúc đó mọi người sẽ tự do chọn là thịt mỡ, thịt ba chỉ các loại. Có thấy chuyến đi này vui không? Vui. Vui à? Tại sao vui? Vui, có nhiều bạn. Anh Việt Nam nữ này là rất là tích cực, lần đầu tiên được về biển Sầm Sơn, về biển Thanh Hóa. Anh vừa cởi chân, anh mặc áo ra, anh đến xấu hổ rồi. Đấy, không có trời. Vì có bạn gái còn bên cạnh, anh rất ngại. Anh phải mặc áo vào ngay. Năm nay Cún được đi biển mấy lần rồi? Không biết á? Chị Linh, năm nay được đi biển lần nào chưa? Cháu đi đi rồi, nhưng cháu cũng không biết lần đi. Ôi giời, thế mẹ có chuẩn bị đồ tắm được không? Đó. Mấy mảnh, hai mảnh hay một mảnh? Hai mảnh. Hai mảnh à? Ok. Mấy em bé này. Sáng nay quán này hết bát phở không? Dạ. Giỏi quá nhỉ. Sau gần 3 tiếng di chuyển thì lúc này chúng tôi đã tới khách sạn Bình Minh. Dương có mệt không? Đoàn của anh sẽ đăng những clip này lên một kênh YouTube tương đối nổi tiếng nhá. Em ăn uống ngủ nghỉ chuẩn chỉ rồi, nhớ chưa? Và đây là chú Khôi, là phụ trách bia rượu nước ngọt nhá. Còn đây là đại ca Lợi.
can rượu của mình đâu. Rồi, quên cái này là hỏng đấy. Đây là phòng của những ai? Phòng của anh Đức với con. Bánh Hưng. Còn nhiều người nữa mà. Anh này xe xe à? Bây giờ còn hai. Hai mẹ. Có ở giờ lẫn lộn cơ mà. Còn lẫn lộn đây. Còn lẫn lộn đây còn gì nữa. Thôi trước mắt là cứ ở đi. Tối này ngủ thì tính sau. Mình ở phòng này à? Ở phòng này. Trời ơi. Lúc này là 11:30, mình sẽ đi xuống ăn cơm trưa nhá. Đi cầu thang bộ đằng này cho nhanh này. À, đoàn chúng tôi đi Sầm Sơn nhưng một số em nhỏ không ăn được hải sản nên phải mang sẵn một chiếc giò ở nhà đi. Một chiếc giò nạc rất là ngon. Các con ăn đi. Để xem bữa trưa hôm nay có những món gì nhá. Tôm hớp này. Cá thu sốt này.